kỷ niệm, thời gian kia không xóa mờ. Một thời yêu em có ai ngờ, một đời tăng càng mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt, đọa đầy hồng nhan giữa thế gian. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận, trên tình đôi ta như là mơ. Đều đã lỡ tổn thương trong em, buồn bàn tay mong em hạnh phúc. Xin tha thứ tội tình trách thăm thăm anh, nhìn lên cao xanh lối gió anh mà. Hả? Mày biết tin gì chưa? Anh Bách, anh sẽ sang nước ngoài đó. Anh sẽ đi Mỹ. Thiệt hả? Sáng nay anh đứng trước nhà Kim, nhờ Kim đưa cho My. Rồi anh đi ra sân bay nè. Chú chở con ngoài nhà chú Tùng gấp được không? À được, con lên xe đi. Dạ, cảm ơn chú. Ơi, đứng lại. Ủa, xe mình mà. Đi con. Lên xe đi con. Lên xe đi con. Dạ. Bách ơi, sao anh không chờ em? Em có khiếu thiệt đó nha. Trời, cũng phải nhờ vào cái bộ màu nước mà hồi trước anh tặng em á. Nhờ cái đó mà em mới dễ đẹp vậy á. Em đừng có cảm ơn anh nữa. Chỉ cần em luôn cười là anh vui rồi. Anh Bách ơi, anh đi rồi, sao em cười được nữa. Anh làm ơn chờ em nha. My, lại đây. Thưa ba. Hôm nay con đi đâu? Ba nghe chú Tư nói là con chạy qua nhà thằng Bách. Con còn muốn ra sân bay đưa tiễn nó nữa. Dạ đúng rồi ba. Chuyện của nó hả? Ở trường đồn đại nhiều quá trời luôn á.
Hèn gì nó mới học điểm kém tới như vậy. Tính ra là chỉ có đứa con gái này của ba là ngoan nhất thôi. Đây nè, con nhìn đi. Nhìn đi. Hả? Con học hành cái kiểu gì vậy Mi? Cái tuổi con là phải tập trung học hành, tập trung làm tốt cái công việc của con. Từ đây về sau, nếu mà kết quả học tập của con bị kém nữa, ba sẽ dùng hình phạt cho con đó. Hiểu chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Mà nếu không còn chuyện gì thì con xin phép ba con lên lầu luôn. Mi à, dì biết thằng Bách nó đi con rất là buồn, nhưng dì sợ là con không tập trung học hành, cho nên dì làm chuyện này con có giận gì cũng phải chịu thôi. Anh xem đi. Con gái mới có chút tuổi đầu hả mà đã mơ mộng nam nữ trai gái rồi. Con thiệt là ba tức chết đó Mi à. Anh ơi, anh đừng nóng, từ từ rồi dạy con nghe anh. Ba cấm con, từ đây về sau không được giao du với thằng Bách đó nữa. Nếu mà cãi lời ba, coi như là ba không có đứa con gái này. Ba, con với anh Bách chỉ là bạn bình thường đó mà. Mày còn cãi nữa hả? Con Mi, nó càng ngày càng khó dạy. Anh phải làm sao hả Mai? Em chỉ cho anh đi. Lúc nào anh cũng nhớ đến nó. Đã vậy, tôi sẽ không để cho con của cô được yên đâu. Cho may mắn. Từ nay cây bút này sẽ thay anh bảo vệ em và mang đến cho em thật nhiều may mắn. Em đừng khóc. Em hứa,
Em sẽ cố gắng không khóc nữa. Nhanh lên đi, nó sắp lên rồi đó. Sáng giờ là mày tìm cái gì vậy? Mình thi học kỳ xong rồi, rảnh mà. Mình phải lục lọi cái gì đó rồi miết ba mới được. Mày rảnh quá à. Làm như nhà yên rồi mày chịu không nổi hay gì á? Anh hiểu với em rồi đó. Mà tìm nãy giờ tao có thấy gì đâu. Anh không có tài lục lọi á thì để em vô lục đi. Có cái gì đâu. Thôi về phòng đi, ba mà thấy là có chuyện lớn đó. Đi. Khoan. Gì nữa? Nữa. Lục lọi gì nữa đây? Thấy tài lục lọi của em chưa? Đi về phòng. Đi qua đây, nhanh lên. Đứng lại. Gì vậy? Trả cái bút cho em. Bút nào? Tao đâu có biết. Trả cho em. Tao không thích trả. Nè. Nè, có ngon lấy đi. Nè, đây nè, lấy đi. Nè, lấy đi. Đưa đây. Lấy đi. Mấy cái này á, nó có mắc tới cỡ nào thì mẹ tao cũng mua cho tao được hết á. Nhưng mà tao thích lấy của mày á. Mày có cái gì tao phải có cái đó chứ. Bỏ ra coi. Trời, Dân, mày đó, mày làm gì vậy? Dân, dậy đi. Dậy. Dân. Mẹ. Mẹ ơi. Chuyện gì vậy? Con My nó xô con Dân ướt xỉu rồi mẹ. Hả? Nhanh lên mẹ. Tại sao xỉu vậy? Nhỏ này. Cái gì mà xỉu hả? Trời đất ơi. Dân. Có chuyện gì vậy? Dạ. Con My nó xô con Dân đập đầu vô tường rồi xỉu quá mẹ. Dân ơi, Dân, mày bị điên rồi hả? Dân ơi, tỉnh lại nè con, tỉnh lại đi con. Con tao mà có chuyện gì mày chết với tao nghe chưa? Dân ơi, Dân. Dân ơi, tại sao con ra nông nổi này hả Dân? Con làm gì nên tội hả Dân? Em à. Anh ơi. Con sao rồi em? Nếu như con có mệnh hệ nào em sống không nổi đâu anh ơi. Không sao đâu em. Con phước lớn mạng lớn mà, không sao đâu. Không biết chưa có sao không nữa. Bác sĩ nói là con đã qua cơn nguy hiểm rồi, nên bác sĩ mới cho về nhà. Nhưng mà em lo lắm. Nếu mà bác sĩ nói không sao là không sao ha? Đừng có khóc nữa dạ. Nghe. Đừng có đẩy mà. Dân à, mẹ đây. Dân ơi, mẹ đây. Dân à, con không sao đâu. Mày còn vào đây để làm gì? Minh, tất cả là tại mày. Mày xô em tao ra nông nổi này nè. Khánh My, dì cầu xin con, hãy để cho cả nhà này được yên ổn một ngày được không? Dì đã hết lòng hết dạ yêu thương con như con ruột của dì rồi.
chị Dân có làm gì nên tội đâu. Mà tại sao con lại đối xử với chị Dân như vậy chứ? Con muốn chị Dân chết, con mới vừa lòng hay sao? Không, con không có. Em xin lỗi anh. Em đã hứa với anh là lo cho con My, nhưng em đã làm hết sức mình rồi. Em đã phụ lòng anh. Em không thể giáo dục hay dạy dỗ đứa con này được nữa. Tại em vô dụng, anh hãy để cho ba mẹ con em rời khỏi căn nhà này. Em không thể nào sống thêm một ngày đau khổ trong căn nhà này được nữa đâu. My à, con đã thấy việc làm của con chưa hả? Cái này là con không có cố ý đâu bà. Mày nói dối, không phải mày chứ là ai? Em không có nói dối. Là tại chị Dân cố tình dành cái giết mà anh bắt tặng em, nên em mới lỡ tay xô chị. Cũng lẽ là thằng Bách, ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi cho con không được qua lại với nó. Tại sao con không nghe lời ba vậy hả My? Vậy rốt cuộc là vì thằng Bách mà con làm hại chị con ra nông nỗi này hay sao? Chẳng lẽ chị con không quan trọng bằng thằng Bách sao? Tại chị cố tình lấy cây bút mà anh bắt tặng con. Vậy là cây bút của thằng đó quan trọng hơn tính mạng của chị con hả? Em không biết sau này nó còn làm chuyện gì nữa đó. Con không có đâu ba. Gì? Thực ra món quà đó là món quà cuối cùng mà anh tặng con trước khi mà anh đi xa. Cho nên một thằng Bách, hai thằng Bách, cái gì cũng thằng Bách. Nó hơn tất cả mọi người trong cái gia đình này hay sao? Nó nuôi con được ngày nào chưa? Nhưng mà ít ra anh còn tốt hơn so với những người trong gia đình này. My! Cái gì? Con vừa nói cái gì? Con nói không đúng hả ba? Ít nhất anh còn tin tưởng con, còn đối xử tốt với con. Mất dạy! Tại sao con có cái suy nghĩ đó hả? Ba đưa con về đây là để con hòa đồng yêu thương với tất cả mọi người trong nhà. Nhưng mà lúc nào con cũng nghĩ tới người ngoài. Được, con đi ra ngoài đi, để xem người dân của con với người trong nhà ai lo cho con. Đi về phòng, ba không muốn gặp mặt con nữa. Anh ơi, con Dân có sao không anh? Hồi nãy con hoảng loạn, em lo lắm. Anh ơi, em sợ lắm. Anh ơi. Không sao đâu em, con không sao đâu. Con mời ba. Con gái ba biết ba thích ăn bưởi nhất á, cho nên con làm cho ba á. Ê cha, giỏi gì ta. Để ba ăn thử coi có ngọt không. Ngọt không ba? Ngọt quá luôn á. Con gái của ba giỏi quá. Cảm ơn con nha, con là số 1. Ủa, vậy em là số mấy? Còn con nữa ba. Ủa, em với con hả? Hai người, chỉ là số 2. Sao số 1 con gái của ba? Buông đi. Quá mất dạy mà. Ba hỏi con, 12 năm qua người mẹ của con dạy con những gì hả? Không biết là mang ơn phải trả ơn cho người ta sao? Toàn là học chống đối không à? Tại sao vậy hả My? Lần trước á, ba tính cho con một trận rồi, nhưng cũng may có gì con can ngăn đó. Can để cho ai hả ba? Cho con hay là để cho con ruột của gì? Cái con này, muốn sống trong cái nhà này á, thì dẹp bỏ cái tính hương ngạnh đi. Cái đánh này là xứng đáng với con đó. Con nói không đúng hả ba? Ít nhất anh còn tin tưởng con, còn đối xử tốt với con. Mất dạy. Con đi ra ngoài đi, để xem người dân của con, những người trong nhà ai lo cho con. Đi về phòng, ba không muốn gặp mặt con nữa. Đó mà là gia đình sao? Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Sao tự nhiên anh bỏ em đi? Anh cũng giống mẹ em vậy, đều bỏ rơi em hết. Con gái ăn ngoan nè. Con không ăn đâu. Con ráng ăn đi, ráng ăn con mới hết đau đầu được nghe con. Dạ không. Được rồi, để anh.
Nè, ăn đi con. Con gái của ba giỏi quá, vậy mới ngoan chứ. Con á, may là không sao á, làm cho cả nhà hết hồn hả? Thì ba nói phước lớn mạng lớn mà. Ê, ông bà gánh mày còng lưng đó nha. Thôi được rồi, để ba gọi bác sĩ tới khám cho con hàng ngày nha, để cho con yên tâm. Thấy ba lo cho con vậy, con mới biết ba cũng thương con chứ. Trời. Con á là con gái rượu của ba, ba không thương con thì thương ai hả? Vậy còn Khánh My đâu ba? Thôi đừng có nhắc tới em con nữa. Anh à, em xin lỗi anh. Tại lúc đó em lo cho con quá, cho nên em có những lời nói không hay. Tất cả là lỗi của Khánh My mà, đâu phải lỗi của em. Mà lúc nào em cũng tự trách mình vậy. Con bé này á, anh phải chứng chỉnh nó lại mới được. Chứ không á, cái tính tình của nó cứ ngang ngược như vậy không được đâu. Nè con gái, để ba đút cho con nghe. Ăn tiếp nè nghe. Ăn miếng nó đi con, ăn hết luôn nghe. Con ghê chưa, con diễn xuất thần luôn á. Con đó, tỉnh rồi mà còn làm bộ. Con có biết lúc đó mày sợ như thế nào không? Con mà không làm vậy á, sao có cái cảnh ba đòi lại công bằng cho con, rồi còn cho con nhỏ đó cái tát nữa chứ. Mày hay rồi, càng ngày càng hay nha. Anh khỏi phải khen em. Từ nay con nhỏ đó mà thấy em hả, nó phải tránh xa em cả ngàn mét. Ủa, chứ giờ không phải nó vẫn cách xa mày hả? Gặp mày nó còn né như né gì vậy? Ha, toàn là mình vô phòng nó lục lọi không à. Nè, chuyện này mà để ba con biết được là vở kịch của tụi con hạ màn luôn đó. Con đi ra ngoài đi, để xem người dân của con, những người trong nhà ai lo cho con. Đi về phòng, ba không muốn gặp mặt con nữa. My à, ba có chuyện muốn nói với con. Mở cửa cho ba đi con. Còn không á thì ba tự mở nghe. My à, chú Tư hả? Chú lấy xe ra ngoài sân đợi tôi nghe, đi tìm Khánh My gấp.
Cảm ơn cậu, tôi biết rồi. Cuối cùng thì cây gai đó cũng đã biến mất. Vở kịch mẹ kế con chồng cũng đã hạ màn. Một đứa con ngoài giá thú thì có tư cách gì để mà thừa hưởng tài sản chứ? Mày định cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của gia đình này sao? Nếu cô là một người mẹ tốt thì khi chết rồi cũng nên tìm cách để bảo vệ con gái của mình đi. Còn nếu không thì đừng có sinh nó ra. Dừng lại. Thôi đi đi. Dạ ông chủ. Con ơi, con lại đây với bà nè. Con đói lắm rồi phải không? Bà cũng dạ. Đói nè, nhưng mà không sao đâu. Đêm nay á có đoàn làm công tác xã hội á, họ tới phát cơm từ thiện đó con. Dạ. Nè, sao không ở nhà mà đi ra đường đêm hôm như vậy á? Nguy hiểm lắm đó. Con nghe lời bà đi. Nếu không có chỗ đi, xíu nữa con hỏi thăm mấy cô bên công tác xã hội á, có chỉ chỗ cho con đi. Chứ đêm hôm mà đi lang thang như vậy đó, có gì lạ, hối hận lắm nha con. Dạ con cảm ơn bà. Chào con. Bà ơi bà đói chưa bà? Bà đói được con à? Dạ, con gửi bà hộp cơm. Cảm ơn con. Bà ăn đi nghe bà. Bà trông con nãy giờ đó con. Dạ. Nhưng mà hôm nay con cho bà xin một hộp cơm nữa đi. Tại vì bà có khách. Dạ, đưa chị thêm một hộp. Dạ chị. Nè chị, đưa đây cho chị. Ăn cơm đi em. Em cảm ơn chị. Ngon không bà? Ngon lắm đó con. Tại vì đói bụng mà. Thấy cơm là mừng quá trời. Ngon ghê vậy đó. Dạ. Bé ơi chị hỏi một tí. Nhà em ở đâu á? Sao giờ này em còn lang thang ở đây? Dạ em không có nhà. Vậy còn ba mẹ em? Em cũng không có ba mẹ. Đó giờ em ở đâu? Đó giờ em mới nhờ nhà bà con em á. Nhưng mà bị người ta đuổi rồi. Sao lại đuổi em đi? Có cần tụi chị qua nói giúp em cho em quay lại ở được không? Dạ thôi, em sợ lắm. Sao em lại sợ? Em cứ yên tâm. Em còn nhỏ lắm, em không thể lang thang ngoài đường như vậy được đâu. À hay là vậy, tụi chị biết có một trung tâm bảo trợ xã hội, tụi chị đưa em tới đó nha. Ở đó mọi người rất vui vẻ hòa đồng. Em yên tâm nha. Đây là phòng học chung của các bạn. Dạ. Bây giờ má hai dẫn con qua phòng ngủ nghe. Dạ. Các con ơi. Dạ. Má hai giới thiệu bạn mới cho các con nè. Từ nay á bạn này nè sẽ sống chung với tụi con đó. Tú à. Dạ. Con dẹp bớt đồ cá nhân của con để cho bạn mình có chỗ để nghe con. Dạ. Ờ, nghe má hai nói nè, phải biết sống hòa đồng với bạn mới nghe không? Dạ. Dạ. Bạn đến đây cũng là cái duyên của mái ấm này, thì đây cũng là ngôi nhà chung của các con đó. Biết chưa? Dạ. Dạ.
Mà má hai, bạn ấy tên gì, bao nhiêu tuổi vậy má hai? Dạ, mình là Khánh My, năm nay mình 12 tuổi, còn bạn? Bạn bằng tuổi với mình luôn đó. Thôi, bây giờ á, My lên giường My nghỉ ngơi đi ha. Rồi con có thắc mắc gì á thì hỏi mấy chị mấy em ở đây ha. Còn đồ sinh hoạt của con á thì má hai sẽ nhờ người đem tới sau cho con nha. Dạ. Ừ. Giờ các con ngủ đi nha. Dạ. Sau này đây chính là nhà của mình. Mình phải sống thật tốt. Mẹ ơi, anh Bách ơi, em sẽ cố gắng sống thật tốt chờ ngày anh về. Mà đẹp bụi không à, dơ lắm. Tôi chỉ có bông lá này nè, nguyên nhóm to luôn. Không đẹp, đâu có hoa đâu mà đẹp. Tôi có cái này đẹp nè, xem không? Vậy hả? Nè. Trời ơi, đừng có dơ. Đẹp lắm. Chạy đâu vậy? Đừng có dơ. Thôi xem đi. Thôi nè. Thôi mà. Mà có gì đâu mà sợ. Đâu vậy hả? Con đừng xảy ra chuyện gì nha My. À, anh, sao rồi anh? Có tìm được bé My không anh? Không có tung tích gì cả em à. Tất cả là lỗi tại em. Nếu như em không nói những lời không hay với con thì con đâu có bỏ đi. Em có lỗi với anh nhiều lắm. Thôi em lại mà. Càng có lỗi với người mẹ đã sinh ra nó nữa. Em không có lỗi gì hết. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã đi khắp nơi để tìm con nhưng mà không có thấy nó. Hay là mình báo công an nghe anh? Anh cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng mà nếu báo công an thì báo chí sẽ biết. Họ sẽ làm rùm beng lên. Họ biết anh có con riêng, công ty sẽ bị ảnh hưởng. Giá cổ phiếu giảm. Em yên tâm đi, anh đã thuê thám tử đi tìm con rồi. Chắc chắn sẽ tìm được. My suốt ngày cứ chăm sóc cái bụi cỏ bốn lá
chẳng có gì đẹp hết á. Kệ mày đi, mày thích mà. Ê, có con chim kìa. Đâu? Đó, thấy rồi. Dễ thương quá. Ủa, người nó ướt rồi nè. Chắc là nó bị bệnh rồi đó. Không mấy mình đem nó về nuôi rồi làm mẹ nó nha. Mình còn nhỏ xíu à, không làm mẹ nó được đâu. Nó nhỏ như vậy sao mà nuôi được. Thì mình chỉ cần cho nó ăn nè, rồi chăm sóc nó thôi là nó khỏe lại liền à. Ừ, đồng ý. Vậy hai tụi mình làm mẹ nó ha. Ừ. Ê, không mấy mình cho nó ăn ha. Mà tôi rút đi, chứ mình sợ sâu lắm nha. Ừ. Nè, ăn đi. Ơi, ăn quá trời luôn. Giỏi quá à. Nãy giờ chắc nó cũng mệt rồi. Ừ. Thôi để chị hát ru cho em nha. Ủa, mi biết hát ru luôn á hả? Ờ, thì hồi đó mẹ hát nhiều nên mi cũng thuộc luôn. Ừ. Đưa cái hộp cho mình. Nè. Ví dầu cầu Giang Đông Đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Bạn tôi vẫn hát hay như ngày nào. Sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi sở thích hát hả? Không bao giờ. Thôi đi làm đi, trễ rồi đó. Ok. Đi thôi. Xin rồi. Đi thôi. Gì nữa. Cố lên, tao tin ở mày. Em xin lỗi. Gì vậy em? Xin lỗi, để em lau cho. Em cũng biết, lừa đồ đắt giá để phá quá hả? Để em lau cho anh nha. Em lau hả? Nước đổ đi rồi em còn hốt được sao? Giờ áo anh bị em làm dơ rồi, thì cũng không lau sạch được đâu. Hay là nếu không lau được thì giặt được không? Hả? Em làm đổ đồ lên người khách VIP rồi, bây giờ bắt khách VIP đi giặt hả? Vậy thì bây giờ anh muốn em làm gì? Dễ lắm, bây giờ em không đền được á thì đổi đi. Em đổi, giờ em ở một đêm với bạn anh. Anh ơi, có gì bình tĩnh nói. Bỏ tay bạn em ra đi anh. Rồi, em muốn đền hả? Được thôi, đền nổi không? Mắc dậy lại bao nhiêu anh? Lương của em bao nhiêu một năm?
Thì anh cứ nói đại con số đi. 900. Được, tụi em sẽ đền cho anh 900 đô. Hả? 900 đô? Thời gian kia không xóa mờ, một thời yêu em có ai ngờ, một đời tâm càng mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt, đùa đầy hôn nhân giữa thế gian. Ra tim anh rung động vì yêu thương mơ hoa, chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là mơ. Nếu đã lỡ tổn thương trong em, buông bàn tay mong em hạnh phúc, xin tha thứ tội tình trái tâm tâm anh, nhìn lên cao xanh lối gió. Nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa, chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc mơ. Nếu đã lỡ tổn thương trong em, buông bàn tay